Vâng, thưa các bạn, đây là triển lãm đồ gỗ, một thứ hàng xa xỉ phẩm có thể dành cho các đại gia. Thưa các bạn, đây là những bộ bàn ghế đào và bàn ghế rồng rất lớn, rất đồ sộ. Đây thuộc vào hàng khủng, thưa các bạn, gỗ toàn gỗ tốt. Đây là giáng hương, thưa các bạn. Đây là bộ rồng này. Bộ này có trị giá lên đến đến 2 tỷ. Dân chúng ta chỉ xem chứ còn thì thực chất ít người có thể mua được những cái bộ bàn ghế như thế này. Hàng này là chủ yếu để trưng bày. Từ sáng đến giờ tôi chưa thấy ai có ai mua hết. Vâng, chưa có ai đặt một cái giá nào cả. Toàn đến đây xem thôi. Vâng, bộ bàn ghế rất sang trọng. Đóng rất kỳ công, rất tỉ mỉ. Dân chúng ta chủ yếu đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, quay phim. Còn mua thì khá hiếm. Đấy, các bạn xem, bộ bàn ghế còn cao ngang với người luôn. Chủ yếu là giáng hương và môn. Còn cầm thì cũng ít. Các bạn xem bộ bàn ghế siêu khủng luôn. À, bộ này có trị giá là tỷ tám được các bạn. Còn đây những chiếc giường. Vàng xích đu cũng gỗ hương luôn. Còn ra đây là cái đồ cổ đi, bát cổ, đĩa cổ, nhưng có thể chỉ mới gọi là cũ thôi chứ chưa cổ. Vâng, bức đồ tượng Phật Di Lặc rất to, rất cao. Thưa các bạn, toàn tiền không à? Vâng, trưng bày toàn quý và hiếm. Xuất phát từ gỗ là chủ yếu. Và cho dân ta được một bữa mát nhãn. Đi xem như thế này cũng thật xứng đáng thưa các bạn. Rất đồ, rất nhiều đồ quý hiếm, rất nhiều đồ đẹp. Những kiệt tác thật tuyệt vời. Sang đây là đồ đồ đá đây thưa các bạn. Đá cẩm thạch. Đá ngũ sắc. Và nhiều loại đá quý hiếm nữa. Và các bạn xem hàng trưng bày đá.
Người tới tham dự là rất đông thưa các bạn, nhưng mà người mua thì ít lắm. Bởi vì thực chất Tây Nguyên là chủ yếu là tiêu cà phê, nhưng cà phê tiêu rớt giá thì hàng này nó thuộc vào hệ xa xỉ phẩm rồi, chỉ để xem nào. Chưa có ai coi như là đụng một cái giá cả nào, chưa có ai mặc cả một cái giá nào, mà cũng chưa có ai lập một cái tờ hóa đơn mua bán nào, bởi vì thứ này quá tầm tay. Vâng, đến đây là cây cảnh, xương rồng cảnh, xương đá cảnh. Quay lại đây lại là đồ gỗ thưa các bạn. Gian hàng đồ gỗ rất rộng, rất nhiều và rất dài. Và tôi và các bạn đưa ngắm gian hàng đồ gỗ. Gỗ này nằm ở trong cái diện gỗ nhóm 1 là chủ yếu thưa các bạn, hương, bùn và có đá đưa là tra là cẩm đó. Tượng Phật trên nặc thật nhiều thưa các bạn. Vâng, đây bộ bàn ghế hương này. Đóng ghê ạ, thưa các bạn. Chúng ta đường đi thăm chợ đồ gỗ rất tỉ mỉ, rất công phu phải không các bạn? Vâng, một bộ bàn ghế này tương đương với đấy, một gia tài của một gia đình nông dân. Những cái tay to tới 16. Và mỗi bộ bàn ghế vài khối gỗ thưa các bạn. Đây bộ rồng đóng rất tỉ mỉ, rất công phu, rất to và rộng. Một bộ bàn ghế này ước tính đóng có cả gần năm trời mới xong. Cho nên số tiền công nó cũng không phải là ít, số tiền gỗ cũng không phải là ít. Những nhà nông dân như chúng ta không bao giờ có khả năng nghĩ đến cái chuyện sắm được những cái bộ bàn ghế kịch liệt như thế này. Thì cũng cho chúng ta được xem được một 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 cái mát nhãn. Vâng, đây một cái ngựa phóng ly 2 mét mấy chiều ngang, dày tới 25 phân, một cây gỗ khá to. Đây còn nguyên một cái gốc nguyên khối, đây các bạn xem cái mặt bàn này. Hương đấy. Vâng, đây là cái gốc. Dày bịch.
Đôi lục bình cao to. Vâng, bức tượng này cao tới 3 mét mấy. Đây chú Cóc nu. Cả một khối nu để có khả năng mấy tạ luôn.